This morning and I'm feeling nothing. Seeped from yesterday, popped out of my jeans. Oh, the date was 24 of July. You hold my hand for the first time. That you buy me is gone and my heart hurts, but I should play along like there's nothing wrong, nothing wrong. I can't move. Hôm nay tựa là không có đông đúc lên thích của mình đi. Lần này thì ít hơn. Tái. Tụi mình đã tới Bobby Farm rồi mọi người. Ok. Ở đây rất là rộng, có nhiều cái không gian luôn. Ok. Đây nhiều chó lắm mọi người, mọi con nào cũng cưng hết, con nào cũng to thế này này. Còn bên kia là có một dàn chó Vogel, chó lùn đó. Cưng cực kỳ luôn, ai thích chó tới đây là hợp lý luôn mọi người. Hiện tại mình đang đứng ở chỗ sen đá, chỗ này rất là đẹp và có rất là nhiều sen. Đó. Ở không gian này thì mình chụp rất là nhiều được bức ảnh, kiểu như kiểu ở đây cũng có hoa, có sân đá, có đủ thể loại. Và bây giờ thì mình sẽ đi lên cái chỗ mà hái dâu, và lần này mình lựa chọn hái dâu của Nhật. Mặc dù nó hơi mắc một xíu nhưng mà nghe mọi người nói rất là ngon. Thì vào cái chỗ bất vi phong đây rồi mọi người sẽ mất vé, nếu người lớn thì 100.000 còn trẻ là 50k. Thì nói chung là chỉ là có bé xong con nó chưa tính hai dâu nè. Để lên Vĩnh Dâu Ninh thì tụi mình sẽ đi xa xe điện đi lên, bởi vì từ đây lên Vĩnh Dâu sẽ mất tầm nửa cây hơn trăm mét á. Đi cái này hiện tại kiểu rất là vui đúng không? Và một lần như này thì sẽ mất 10 cao một lượt đi. Lượt về là lượt về rất vừa tổng như cả người là 20. Bay hết nha. Thì hiện tại sắp đến 12 giờ và My đang dọn hành lý để chuyển qua một cái homestay mới. Cũng may là chưa có lôi đồ ra nhiều đấy. Và tiếp tục hành trình, My đang đợi xe tới để mình sẽ chuyển qua một homestay mới.
Cái feedback về homestay mình ở mình cảm nhận là ok hết. Chỉ có một điểm trừ thôi, hơi mũi một xíu và chân bị đốt khá là nhiều nốt. Còn lại cái vibe của anh rất là ok nè. Ở đó cũng có đồ ăn sẵn á, những cái thiết bị để nấu ăn á cũng rất là đẹp. Nói chung là chỉ cần bước vào chỗ homestay ăn này là các bạn có thể có rất là nhiều bức ảnh xinh luôn. Khi là tới homestay thứ hai, tên là Wesley. Ok, bây giờ mình sẽ room tour cho mọi người coi. Phòng này thì có một cái góc ban công nhìn ngoài rất là đẹp luôn. Cái này rất là vai đúng chuyện là đây nha. Đây bộ tối sẽ rất là đẹp luôn. Cơm ăn trưa thì mình sẽ ăn cơm sườn xào chua ngọt nha. Đây nè, khi lần nào mình tới Đà Lạt mình cũng sẽ gá cái món ngon Đà Lạt này để ăn hết, bởi vì đồ ăn dễ ăn. Năm ngoái em ăn món cà cay đi. Đây là gà nước cơm lam. Anh nghĩ là nên lấy cơm lam về quay cho nó. Cái bữa đi ăn bò phát ớn là bao giờ phải chuyển qua ăn là. Ngon mà. Rất là thèm cơm. Không phải chiều cơm hả? Giờ My sẽ uống tóc một xíu nãy vội để mà pick up đồ để mà qua chỗ này. Bây giờ mới uống tóc ha. My đã chuyển qua một cái phòng mới, cũng là cái chỗ homestay tôi đã qua thôi, nhưng mà lần qua một phòng mới. Đây, phòng này kiểu như là giống cái trọ thất lửng. Cái kia là giường, đây là phòng vệ sinh, có một cái gương ở đây. Đây, outfit đây, nhìn outfit này dễ hơn này. Đây là một con nên nhưng mà một cái váy hồng thôi. Thì chiều nay sẽ đi làm nến. Ở chỗ này là phòng tắm cũng ok, khá là gọn gàng. Đây góc đây, hai phòng của mình đều là hướng ra hướng view này. Hiện tại mình đang ở quán cà phê, đây mình sẽ để tên ở đây. Quán này không biết đọc cho họ đúng hết mọi người. Quán này vibe rất là chill, rất là đẹp, kiểu nhẹ nhàng theo kiểu Pháp ấy. Thank you.
mình đang ở Long Farm để đi mua quà về cho bạn bè và gia đình. Đây. Nếu như mình thấy là nếu như bạn nào mà đi du lịch đó, tức là làm thì các bạn mình ghé Long Farm để mua quà ha. Có thể mứt này, có trả thì sâu rất là nhiều đây. Say bye to the lot. Mặc dù đây là lần thứ hai đến đây để du lịch nhưng My không hề cảm thấy chán chút nào vì có rất là nhiều điểm chơi, ăn và homestay thì xịn cực luôn nha. Đây cũng là chuyến du lịch mở đầu thành công cho Sadie Travel của My trong năm 2023 này. Nếu mọi người thích video này hãy nhấn like và subscribe channel của Candy ha. See you later!